chào mừng toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhé. Ngày hôm nay thì em Nam lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho toàn thể các bác những sản phẩm vừa cập bến cũng như là sản phẩm lên đường. Đầu tiên đó là một chiếc súp để gửi cho anh Trần Văn Tài. Anh tới từ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Anh cũng đã ủng hộ cho em Nam, đó là một chiếc súp SRX718S và đã chuyển khoản đầy đủ 100% cho em Nam rồi các bác nhá. Và tiện đây thì em Nam cũng đã phối ghép với lại một cặp loa, đó là JBL SRX722F. Đây là nguyên combo của nhà SRX700. Và đây là cặp loa mà em Nam đã tháo nội thất để giới thiệu cho toàn thể bác ở clip trước rồi. Và ngày hôm nay thì em Nam sẽ test chất âm của cặp loa này cùng với lại súp 718 để gửi cho anh Tài, và 722 này để test chất âm cho các bác cùng thưởng thức. Và ở đây thì em Nam vừa cập bến được hai con Martin MA5.2K. Cũng đã rất lâu rồi thì những cái con Martin này mới cập bến thì trong tình trạng là rất rất đẹp. Và các bác trước đó cũng đã có hỏi em Nam rất nhiều. Thì ngày hôm nay em Nam cập bến thì các bác có nhu cầu thì hãy alo lại cho em Nam để sở hữu cho mình hai sản phẩm, đó là Martin. Và bên trên đó là những con cốt DBX mà đã rất lâu rồi, giờ mới cập bến có hàng. Đó là DBX 260 Made in USA. Thì có cả điện USA và có cả điện 220. Thì các bác có nhu cầu sản phẩm nào thì hãy alo cho em Nam nhá. Và cũng đã có đâu đó khoảng độ 5-6 bác gì đó alo dặn em Nam về những con DBX 260 này. Nhưng mà thật sự em cũng không nhớ hết các bác nào đã dặn em. Nên là các bác xem được clip này thì các bác hãy điện lại và inbox hoặc là add Zalo cho em Nam để sở hữu những sản phẩm này. Và các bác có nhu cầu sở hữu những sản phẩm như thế này thì hãy alo cho em Nam để nhanh tay sở hữu những sản phẩm mà em Nam vừa cập bến. Toàn bộ là đều là hàng tuyển chọn các bác nhá. Và sau đây em Nam sẽ test một bản nhạc trên hệ thống này. Đầu tiên để các bác cùng thưởng thức chất âm của súp của anh Trần Văn Tài cũng như là cặp loa đó là JBL SRX722F để các bác thấy được chất âm của combo này nó hay như thế nào trước khi em Nam đóng gói để gửi cho anh Tài các bác nhá.
vâng, và sau đây em xin phép kết thúc video ở đây để đóng gói chiếc súp này cho anh Tài để kịp gửi đi trong buổi chiều ngày hôm nay các anh nhá. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể bác đã luôn theo dõi, đồng hành, tin tưởng cho Hoàng Nam Audio. Và các bác có nhu cầu về những cái sản phẩm mới cập bến như thế này thì hãy liên hệ cho Hoàng Nam Audio để nhanh tay sở hữu những siêu phẩm mà em Nam tuyển chọn để gửi tới toàn thể bác những cái giá thành hợp lý nhất các bác nhá. Và ở đây thì vẫn còn những con Power Soap cũng như là con Lab Ruben để phục vụ các bác, cũng như là Lexo LX AMP 4x1 và chuẩn bị đang về cập bến, đó là LX AMP 4x4 để phục vụ các bác. Thì các bác có nhu cầu hãy nhanh tay liên hệ cho Hoàng Nam Audio nhá. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể bác đã luôn theo dõi, đồng hành, tin tưởng cho Hoàng Nam Audio. Và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau ạ.